Hello mọi người, mình là Bờ Rồ Ít, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách combo chuẩn sách giáo khoa của đội hình mạnh nhất cho Xiao. Đội hình này ngoài Xiao sẽ gồm có Zhongli, Ambedo và Jin. Vậy tại sao mình lại nói đội hình này là đội hình mạnh nhất của Xiao? Bởi vì nó có đầy đủ các yếu tố mà một đội hình cần có để vận hành combo. Đội hình gồm hai nhân vật hệ phong sẽ giúp bạn giảm được 15% lượng thể lực tiêu hao, tăng 10% tốc độ di chuyển và đồng thời rút ngắn thêm 5% cooldown của kỹ năng. Tiếp theo là đội hình gồm hai nhân vật hệ nham sẽ giúp bạn tăng thêm 15% hiệu quả khiên, đồng thời tăng thêm 15% sát thương gây ra khi nhân vật được bảo vệ bởi khiên. Zhongli có nhiệm vụ tạo khiên làm giảm kháng nguyên tố của kẻ địch xung quanh, đồng thời để tránh việc Xiao bị sốc đam. Ambedo có nhiệm vụ tạo hoa mặt trời để gây thêm sát thương lên người kẻ địch. Jin có nhiệm vụ hồi máu và đồng thời là máy sạc để hồi lại năng lượng cho Xiao. Để có thể sử dụng cách combo chuẩn sách giáo khoa này thì mọi người cần phải build được những chỉ số tối thiểu cho các nhân vật sau. Đầu tiên là Xiao, tối thiểu phải có 140% hiệu quả nạp nguyên tố, còn về chỉ số khác thì càng cao càng tốt nhé. Tiếp theo là Jin, tối thiểu phải có 170% hiệu quả nạp nguyên tố, tỷ lệ bạo kích đạt mức tối thiểu 60% và phải sử dụng vũ khí là Tây Phong Kiếm. Cuối cùng là Zhongli và Ambedo, hai nhân vật này không cần phải build hiệu quả nạp cao, bạn có thể build tùy ý, nhưng hãy build Zhongli hệ khiên nhé. Zhongli hệ chiến trong đội hình này khá là không hiệu quả. Bởi vì trong đội hình này Xiao là nhân vật gánh đam toàn đội, nên Zhongli cần tập trung vào việc hỗ trợ Xiao hơn là việc tạo ra một lượng đam lớn. Đó là những chỉ số cần thiết mà đội hình này cần để vận hành combo rotation liên tục. Còn bây giờ là cách combo chuẩn sách giáo khoa. Đầu tiên, bạn nên đặt kỹ năng nguyên tố của Ambedo ra trước, nó sẽ giúp cho Xiao tạo thêm một lượng đam đáng kể khi kẻ địch đứng trong vùng kỹ năng nguyên tố của Ambedo. Tiếp theo, bạn sẽ tạo khiên của Zhongli để bảo vệ cho Xiao, tránh trường hợp Xiao bị sốc chết khi đang nhảy ở trạng thái kỹ năng nộ, đồng thời giảm thêm 20% kháng nguyên tố của kẻ địch. Ngay sau đó, bạn có thể dùng luôn kỹ năng nộ của Zhongli để hóa đá kẻ địch nhé. Tiếp theo bạn sẽ dùng kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của Jin để kích hoạt hiệu quả của Tây Phong Kiếm, tạo thêm một số hạt tinh cầu để hồi lại năng lượng cho Zhongli và Ambedo. Sau cùng, bạn sử dụng hai lần kỹ năng nguyên tố của Xiao và sau đó ngay lập tức dùng kỹ năng nộ của Xiao luôn nhé. Hai lần kỹ năng nguyên tố này giúp cho Xiao hồi lại một lượng năng lượng đáng kể cho lần dùng kỹ năng nộ tiếp theo, vì trong thời gian dùng kỹ năng nguyên tố của Xiao sẽ không hồi lại hạt năng lượng. Sau khi dùng xong kỹ năng nộ của Xiao, bạn tiếp tục quay về lại các bước combo như ban đầu, đó là kỹ năng nguyên tố của Ambedo, sau đó là khiên của Zhongli, tiếp theo là đến Jin để hồi lại năng lượng cho Xiao. Cuối cùng là Xiao lại dùng tiếp hai lần kỹ năng nguyên tố như ban đầu. Cứ thế, đội hình này sẽ giúp cho Xiao liên tục nhảy, liên tục tạo ra một lượng đam lớn. Và nên nhớ, hãy build đúng các chỉ số cần thiết như ban đầu mình nói nhé, nếu không bạn sẽ cần phải tốn thêm thời gian để sạc nộ cho Xiao đó. Đó là toàn bộ các bước combo chuẩn sách giáo khoa cho đội hình này rồi. Chúc mọi người thành công. Và cũng đừng quên để lại một like cho Bờ Rồ Ít nhé. Bye bye.